Biên tập viên Thời tiết Quỳnh Hoa sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin về bão Goni và diễn biến mưa lạnh ở miền Bắc cũng như là Hà Nội. Xin mời chị. Vâng, xin được cập nhật ngay với Hạnh Phúc cũng như quý vị khán giả. Đó là đến chiều nay thì cường độ của bão số 10 đã là khoảng cấp 8, giật cấp 10. Tuy nhiên là theo đường di chuyển của bão thì khoảng 2 ngày tới khi mà áp sát bờ khu vực miền Trung thì bão sẽ tăng lên là cấp 9, giật cấp 11. Như vậy là trước khi mà bão gây mưa lớn trở lại cho khu vực Trung Bộ thì khu vực nguy hiểm sẽ là ở trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông sẽ là từ vĩ tuyến 13 cho tới vĩ tuyến 17 và từ kinh tuyến 111,5 cho tới kinh tuyến 120. Khả năng là đến các tàu thuyền thì chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm này cũng như là tìm những nơi tránh trú an toàn. Đó là diễn biến trên biển cũng như là cơn bão số 10. Còn về diễn biến không khí lạnh ở khu vực miền Bắc thì dự báo là với thủ đô Hà Nội khoảng sau 22 giờ trở đi, những cơn mưa nhỏ sẽ dứt hẳn và trời sẽ chuyển tạnh ráo. Và nhiệt độ thì cũng giảm dần, trời mỗi lúc một lạnh rõ hơn khi mà thấp nhất trong đêm nay sẽ là khoảng 19 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là tối và đêm nay khả năng sẽ vẫn có những cơn mưa nhỏ lất phất. Sau 22 giờ thì nhiệt độ cũng sẽ bắt đầu giảm dần và thấp nhất trong tối ngày hôm nay sẽ là 25 độ, không khí khá là thoáng đãng và mát mẻ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời trở lại với Hạnh Phúc. Xin cảm ơn chị Quỳnh Hoa.